Thank you. I feel like I've got a promotion. Xin chào các bạn. Tôi tên là Hai Ca. Tôi đại sứ New Zealand của Việt Nam. Tôi rất vui chào đón các bạn ở đây hôm nay. I'm so pleased she doesn't translate that for me. It's my great pleasure to welcome you all here today to the 2015 Education New Zealand Education Fairs here in Hanoi. Today is a great opportunity for prospective students, Vietnamese students and their parents to find out about the world-class education that New Zealand has to offer. Hôm nay là một cơ hội rất tốt cho tất cả các bạn học sinh cũng như các quý vị phụ huynh để tìm hiểu thêm về cái nền giáo dục đẳng cấp quốc tế của New Zealand. We have more than 20 New Zealand institutions who have joined us for this fair today. One thing you can be assured of all of the institutions who are represented, is that they represent great quality education, whether they are a private trading institution, an institute of polytechnic, a university or whatever. Quality is consistent. Hôm nay có mặt ở triển lãm giáo dục này thì chúng tôi có khoảng 20 đại diện của tất cả các 20 các trường đến từ New Zealand, và tôi cũng xin đảm bảo quý vị rằng dù đó là cơ sở tư nhân hay là các trường kỹ thuật hay là các trường đại học, thì tất cả các trường đó đều đạt chuẩn theo quy định của cơ quan kiểm định giáo dục chất lượng của New Zealand. Vì vậy các quý vị là các em học sinh